Chào cả nhà. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cấu trúc vốn trong doanh nghiệp. Thì cấu trúc vốn trong doanh nghiệp hôm nay mình muốn nói 4 ý sau. Mấy ý các bạn? 4 ý. Thứ nhất là cấu trúc vốn trong doanh nghiệp là gì? Thứ hai, cấu trúc vốn trong doanh nghiệp gồm những gì? Thứ ba, tại sao chúng ta cần có cấu trúc vốn trong doanh nghiệp? Và cái thứ tư, làm thế nào để chúng ta xác định được cấu trúc vốn trong doanh nghiệp? Bây giờ mà nói cái ý thứ nhất. Vậy cấu trúc vốn trong doanh nghiệp đó là cái gì? Thì thực sự cấu trúc vốn doanh nghiệp đó chính là cái tỷ lệ vốn giữa cái gì ạ? Giữa cái vốn tài cho cái tài sản cố định, vốn dài hạn đó, với cái vốn lưu động, để chúng ta nắm được nó hoạt động như thế nào, nó cần nhu cầu như thế nào qua các cái thời kỳ của các cái doanh nghiệp, để chúng ta vận hành cho nó tốt. Cái thứ hai là cái cấu trúc vốn doanh nghiệp, nó khi mà chúng ta nắm rõ ràng nó giống như một cái tấm bản đồ, nó như là cái bản đồ gì á, giống như là khi mà chúng ta đến một nơi nào thì chúng ta cần có cho nó một cái bản đồ. Chúng ta nắm ra được cái bản đồ đó thì chúng ta hình dung ra được cái bức tranh của nơi đó rất là rõ. Nó cũng giống như là một cái bản vẽ của một cái tòa nhà. Cái bản vẽ một cái tòa nhà. Trước khi các bạn xây cái tòa nhà đó thì bạn có cái bản vẽ trước. Để nhìn vào cái bản vẽ tòa nhà đó để chúng ta biết được sắp tới chúng ta sẽ vận hành cái tòa nhà đó như thế nào. Và ai là người vẽ bản vẽ đó? Đó là do người chủ doanh nghiệp. Và gì ạ? Và những cái đội ngũ cộng sự liên quan để cùng nhau vẽ ra cái bản vẽ này, cái bản cấu trúc doanh nghiệp này. Và sau khi vẽ xong đã được chốt lại rồi thì nó như là một cái kim chỉ nam. Như một kim chỉ nam. Suốt trong cái chu kỳ vốn đó chúng ta phải vận hành theo đúng cái plan mà chúng ta đã vẽ ra đó. Vậy cấu trúc vốn doanh nghiệp gồm những gì? Cái điểm số 2 là cấu trúc vốn doanh nghiệp gồm những gì? Thì mình vẽ lên trên cái biểu đồ để các bạn dễ hình dung hơn. Chúng ta có cái cột đứng. Đó là cột giá trị. Và chúng ta có cái cột ngang. Nó là thời gian. Cột thời gian. Thời gian ở đây có thể là theo quý và cũng có thể là theo năm. Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, quý 5 là cho sàn năm nào. Vậy thì cấu trúc vốn trong doanh nghiệp nó gồm những gì? Thứ nhất là nó gồm gì ạ? Vốn cho gì ạ? Vốn cho tài sản cố định, gồm nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị. Cái vốn thứ hai là cái gì ạ? Nó gồm cái gì ạ? Gồm cái gì các bạn? Nó là vốn lưu động thường xuyên. Cái này là không thể thiếu được bất kỳ doanh nghiệp nào, không thể thiếu được bất kỳ bạn là loại hình doanh nghiệp nào. Gồm trả lương cho nhân viên, mua nguyên vật liệu, để mà những cái chi phí hàng ngày để mà chúng ta giải quyết được cái vận hành của doanh nghiệp. Cái thứ ba của người ta là vốn lưu động. Cái âm này là rất là quan trọng này, vốn lưu động. Và cái thứ tư đây là gọi là gì ạ? Vốn lưu động thời vụ. Thời vụ có những cái mùa trong năm nó cần cái sự đột biến lên, nên là chúng ta cần cái nguồn này. Hoặc là ví dụ như các bạn năm nay tự nhiên tới mùa trung thu và các bạn quyết định bạn kinh doanh thêm cái bánh trung thu nữa, thì tự nhiên là ngay cái thời vụ đó tự nhiên cái này nó lên rất là cao. Vậy thì nó gồm những cái gì ạ? Nó gồm thứ nhất là vốn tài sản cố định này, vốn cho tài sản cố định, vốn dài hạn đó, vốn lưu động thường xuyên, vốn lưu động và vốn lưu động thời vụ. Và chúng ta xác định cấu trúc vốn là chúng ta xác định cái này.
cái khoảng cách này, cái giá trị này này, nó là bao nhiêu này, nó là bao nhiêu, và đây là cái người mà người làm kinh doanh là chúng ta phải nắm ra được cái này. Vậy thì tại sao chúng ta cần phải có cái cấu trúc vốn cho doanh nghiệp? Nó có bốn lý do chính sau. Lý do chính thứ nhất, cấu trúc vốn doanh nghiệp nó giống như một cái, nó giống như một cái nền móng, nó giống như một cái khung xương của một cái tòa nhà. Doanh nghiệp chúng ta nó như một cái tòa nhà vậy đó, nó hoạt động như một cái tòa nhà vậy đó, thì để nó chắc nó phải có cái móng và cái khung xương. Móng chắc, khung xương chắc thì doanh nghiệp chúng ta nó sẽ lớn, cái tòa nhà đó nó sẽ lớn được. Và điều ngược lại thì các bạn đã hình dung ra rồi. Cái thứ hai là cái cấu trúc vốn nó giúp cho chúng ta điều phối hợp lý cái tiền và vốn, giúp chúng ta điều phối ra được cái việc đó. Điều phối cụ thể nó là như thế nào? Nghĩa là doanh nghiệp nào cũng vậy mà, cái lúc thì rất là nhiều tiền, cái lúc gì như thế nào ạ? Cái lúc thì thiếu tiền. Lúc thiếu tiền thì chúng ta đi vay, đi mượn, nó làm cho chúng ta bị cái chi phí vốn nó lớn quá. Hoặc là nhiều lúc vay mượn không được thì nó làm cho việc kinh doanh nó bị dừng lại. Còn cái lúc như thế nào, cái lúc thừa tiền thì như thế nào, chúng ta lại đi gửi ngân hàng. Hoặc là những lúc chúng ta được cái hợp đồng lớn quá và chúng ta không có nguồn tiền thì chúng ta cũng không làm được, thì cái cấu trúc vốn nó giúp cho chúng ta điều tiết được cái dòng tiền, điều phối được cái dòng tiền trong doanh nghiệp nó hợp lý, cái dòng vốn trong doanh nghiệp nó hợp lý hơn. Cái thứ ba, cái cấu trúc vốn trong doanh nghiệp nó giúp cho chúng ta có gì ạ? Nó giúp cho chúng ta rất là rõ ràng, để chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta tự tin đi làm việc với các cái tổ chức ở bên ngoài để chúng ta huy động được cái nguồn vốn lớn hơn, ví dụ như là tổ chức quỹ, ngân hàng, hoặc là các cái cổ đông lớn, các cái cổ đông. Khi mà họ nhìn thấy doanh nghiệp chúng ta nó rõ ràng và nó có hậu quả thì họ rất là dễ dàng cho chúng ta mượn vốn, huy động vốn, họ rất là dễ dàng để họ đầu tư vào doanh nghiệp của chúng ta, đặc biệt là ngân hàng. Khi mà ngân hàng họ nhìn thấy được cái cấu trúc vốn cho doanh nghiệp của bạn đó, thì họ sẽ như thế nào ạ? Doanh nghiệp của bạn rất là uy tín trong con mắt của họ, và họ sẽ cấp cho bạn một cái hạn mức tín dụng. Và các bạn biết cái doanh nghiệp nào mà có hạn mức tín dụng lớn, cái uy tín doanh nghiệp đó rất là lớn, và bạn sẽ sử dụng được cái nguồn vốn với cái chi phí về vốn đó, nó rất là rẻ, chi phí về lãi vay nó rất là rẻ. Và cái thứ tư là cái gì ạ? Nó giúp cho chúng ta số hóa được cái cấu trúc vốn, giúp cho chúng ta số hóa được mọi hoạt động tài chính trong doanh nghiệp. Cái doanh nghiệp nào á mà như thế nào có cấu trúc vốn rõ ràng và số hóa được, đó là doanh nghiệp bạn lên một cái level mới, lên một cái đẳng cấp mới. Nó làm cho bạn thấy ra được toàn bộ những cái khoản chi phí quản trị hoạt động rất là hiệu quả. Và chắc chắn rằng cái việc gì cái lợi nhuận của doanh nghiệp của bạn nó sẽ được tăng lên dễ dàng hơn. Vậy thì chúng ta đến cái đằng phần thứ tư. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có được cái bản cấu trúc vốn nó như vậy? Vậy thì các bạn thấy nó có hai phần này. Phần thứ nhất này là vốn cho tài sản cố định này, và phần thứ hai là vốn cho tài sản lưu động. Vậy thì vốn cho tài sản cố định thì bạn phải như thế nào ạ? Cái người chủ doanh nghiệp phải biết được là trong thời gian sắp tới bạn cần những cái khoản tiền là bao nhiêu, nguồn vốn bao nhiêu để đầu tư vào máy móc trang thiết bị cần bao nhiêu. Chúng ta phải tính toán ra ra được ra bằng cái con số rõ ràng ghi ra đây hết, chúng ta cần bao nhiêu. Cái thứ hai là cho vốn lưu động. Cái này là cái sức bật của doanh nghiệp, như cái đòn bẩy của doanh nghiệp. Thì để xác định cấu trúc vốn lưu động, chúng ta có ba cách sau, mấy cách các bạn, ba cách. Cách thứ nhất, nếu doanh nghiệp của bạn mặt hàng đơn giản và khách hàng không nhiều, chỉ có vài khách hàng và theo hợp đồng theo năm rồi, thì cái cách xác định cấu trúc vốn lưu động nó khá đơn giản. Bạn chỉ cần cộng tất cả các hợp đồng đó lại, theo dõi được cái chu kỳ tiền mặt, là gọi là chu kỳ thanh toán và chu kỳ kinh doanh, thì các bạn sẽ ra được cái cấu trúc vốn của vốn lưu động. Cái cách thứ hai thì các bạn sẽ dựa vào cái bản báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
thì dựa vào bản báo cáo tài chính doanh nghiệp bạn tập trung vào những cái con số nào? Thứ nhất là doanh thu, thứ hai là gì ạ? Giá vốn, thứ ba là khoản phải thu, thứ tư là khoản phải trả, thứ năm là gì? Hàng tồn kho. Trên cơ sở đó thì bạn cũng ra được cái bản cấu trúc vốn lưu động cho doanh nghiệp. Và cái thứ ba là bạn tập trung vào gì? Bản ngân sách tiền mặt. Dựa vào bản ngân sách tiền mặt thì các bạn sẽ thấy được nhu cầu tiền mặt qua các tháng, qua các quý, qua các cái khung thời gian, qua các cái thời điểm, và bạn biết được cái nhu cầu tiền mặt theo từng mặt hàng luôn, theo từng cái mã hàng luôn, để chúng ta có cái sự điều tiết, điều phối cho nó phù hợp. Tất nhiên cái bản cấu trúc vốn ở doanh nghiệp ở đây nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái mô hình kinh doanh của bạn. Nếu bạn làm mô hình kinh doanh về doanh nghiệp sản xuất thì nó lại khác, sản xuất kết hợp với thương mại nó lại khác, sản xuất gia công nó lại khác nữa, hoặc là mô hình dịch vụ thì cái bản cấu trúc vốn ví dụ như bên tài sản cố định thì nó hoàn toàn khác ở phía bên này, hoặc là mô hình thương mại không, bạn thuần túy là mô hình thương mại không, hoặc là doanh nghiệp tổng hợp thì nó cũng lại là khác nhau tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái chia sẻ của mình sẽ chia sẻ phần tiếp theo ở những đoạn video khác.